Thưa quý vị, chiều 9 tháng 1 năm 2023, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15. Tại họp báo, báo chí nêu nhiều câu hỏi về lý do miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam cũng như nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Khi tại kỳ họp, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường làm Phó Thủ tướng nhưng chưa phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thay thế. Trả lời báo chí, Phó Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay, tại kỳ họp bất thường lần thứ hai cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Chuẩn và miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng với các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà. Các quy trình được tuân thủ theo đúng quy định pháp luật. Về kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay, công tác cán bộ rất thận trọng, tính toán, lựa chọn, sắp xếp phải rất thận trọng. Thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét kiện toàn nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Trước mắt, ông Trần Hồng Hà đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho tới khi có nhân sự mới. Liên quan lý do miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay, Quốc hội thực hiện miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân. Nội dung này được cơ quan có thẩm quyền xem xét thận trọng và tính toán nhiều mặt. Đồng thời, Trung ương Đảng cũng có nghị quyết 32 đồng ý cho thôi giữ chức vụ và trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Trả lời câu hỏi về các ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam có phải từ chức hay không, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, công tác cán bộ là thường xuyên, có lên, có xuống, có vào, có ra. Hiện nay, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị nói rất rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Bùi Văn Cường cho biết, như vậy, nếu như có vấn đề sức khỏe không đảm bảo, uy tín giảm sút, thì xin thôi. Xin thôi thì cấp có thẩm quyền miễn nhiệm nhiệm vụ ấy. Còn nếu nói là từ chức, thì chúng ta cũng nói theo quy định. Nhưng hiện nay, các quy định giữa nội hàm hai khái niệm này cũng có những điểm tương đồng. Ở đây, theo nghị quyết của Quốc hội thì là miễn nhiệm. Trước đó, ngay trong ngày khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội đã thực hiện quy trình thôi làm nhiệm vụ đại biểu với ông Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng, Lê Minh Chuẩn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam. Phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng với ông Trần Lưu Quang là Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Đối với lý do miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ của các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, thông cáo của Quốc hội cho hay, xét nguyện vọng cá nhân tại công văn số 5731 ngày 23 tháng 12 năm 2022, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026, và ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026, thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định. Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo, ngày 30 tháng 12 năm 2022, Trung ương Đảng đã thống nhất cho các ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và cho ý kiến các nhân sự thay thế trình Quốc hội phê chuẩn. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.